ngành nào thầy cũng học, ngành nào thầy cũng làm, rồi làm sao thầy đủ hết. Ta nói một người một ngành một nghề cũng khó khăn và khổ sở học, còn thầy tài năng như thầy, tài giỏi như thầy làm như sao cứu hết. Dù thầy có mình dùng quá tài năng hàng vạn hàng ngành nghề, thầy cũng không cứu một lúc được. Khoa học mà, nên giờ bác sĩ thầy nói thầy chê bác sĩ giờ ngu, bác sĩ không có ăn học trình độ, có học là đốc bệnh viện cả đốc mà chữa bệnh cũng được. Thầy mà nói tóm gọn, tại vì thầy tu, thầy nói tu giải thoát thì ra bác sĩ mà mổ sẽ giỏi hơn thầy mà hay thách thức bác sĩ luôn. Từng nhịp đập của con tim là quan trọng, tim mà ngừng đập thì con người phải chết, hơi thở mà ngừng thở là phải chết. Nên chúng ta phải cần gì? Oxy để giúp cho gì? Cái oxy hóa cho chúng ta được thở ra thở vô. Chúng ta hít vào thở ra là chúng ta biết là cái sinh mạng nó còn sống. Rồi chúng ta mổ tim, tim còn đập là còn sống, mà tim ngừng đập thì không là chết. Nên chúng ta rồi dây thần kinh, rồi dây gân, rồi đường máu, rồi tiết niệu, rồi chất đạm. Trong cái thân thể chúng ta làm bác sĩ phải có đạo đức và có lương tâm. Nên thầy là đã trải qua nhiều cái giai đoạn học mổ xẻ về các động vật và thực vật. Nên thầy nói về bác sĩ, thầy nói giờ ra một cái bệnh viện mà bác sĩ mà chuyên khoa nhất, thầy hỏi là bác sĩ không biết trả lời. Tại vì là bác sĩ dốt tiếng Anh, không chịu học tiếng Anh, tiếng Pháp, không chịu đi học 10 đến 20 năm mà làm bác sĩ. Giờ rất nhiều trường hợp bằng cấp từ đâu ra, trình độ từ đâu ra, rồi có đi học thí nghiệm hay không, rồi có bỏ tiền ra để đi học dài 3 tỷ. Một bác sĩ tài giỏi phải đi du học Anh, Pháp, Canada, học nhiều cái kiến thức. Mà giờ bác sĩ các cái chỗ mà bác quốc Tây đi cần phải học gì? Hốt hút giỏi, biết tiếng Anh, biết dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt, rồi tiếng Pháp dịch ra tiếng Việt thì mới đưa hút đúng căn bệnh cho tao uống. Tại sao người ta đưa chỉ cần một hai viên hút uống là hết, có người uống một hút nắm tay uống không hết, rồi cũng bóc hút không đúng hút làm sao chữa bệnh, rồi mổ từ cơ thể. Ta bệnh tim mà mổ phổi, ta bệnh gan mà mổ thận, rồi người ta bệnh đau răng mà đi bệnh nhổ xương, rồi người ta đau mắt mà mổ gì. Nên chúng ta rất là nhiều cái căn bệnh từ thân thể con người, nên là nhà khoa học cũng như là bác sĩ và y tế thầy nhận định bắt buộc những người bác sĩ, y sĩ, bác sĩ chúng ta phải đi du học và chúng ta phải học cái ngành tiếng Anh lên hàng đầu. Tất cả các trong tiếng Anh là bác sĩ tiếng Anh, bác sĩ Pháp, bác sĩ Canada, Úc, người ta rất là giỏi về tiềm năng con người và mổ xẻ con người. Nên là thầy có tổ chức những chương trình mổ mắt, mổ tim, mổ hàm ếch, rồi mổ thận, rồi cho thận, rồi những người mà cống hiến thân thể của mình để chi giúp đỡ những căn bệnh từ thân thể con người để cứu sinh mạng con người. Những đứa bé sinh ra sức môi nè là kêu bằng gì? Mổ hàm ếch. Những đứa bị lỗ mũi, bị sứt lỗ mũi, giá cho lành. Rồi nhiều người thì câm ngọng cũng phải mổ. Rồi nhiều người bị điếc cho người ta được cái thính để nghe. Rồi người ta mắt bị mờ cho giác mạc, rồi màng lòng mắt, rồi nhiều cái chứng bệnh từ thân thể. Rồi nhiều người sinh ra sinh lý của người yếu đuối thì phải tăng cho họ có sinh lý, cơ thể nam, cơ thể nữ. Rồi chúng ta làm bác sĩ rất là nhiều cái trước chứng bệnh từ con người, chúng ta phải biết. Rồi các bác sĩ cũng nên học, chúng ta phải học mãi, học cả cuộc đời, học hơn nhà bác học. Mà chúng ta làm bác sĩ chúng ta phải lương y như từ mẫu, thì quý sinh mạng của người trên hết. Có nhiều bác sĩ hung dữ, nóng giận, rồi những người ngang tàn, rồi những người tốt gọn lại có cái tâm ác thì làm bác sĩ được. Làm bác sĩ phải yêu quý con người, coi sinh mạng con người là quan trọng hơn hết, và lúc nào cũng bỏ khăn này để cứu người, lúc nào coi con người là trên hết và quý sinh mạng con người thì làm bác sĩ mới được. Và con người bác sĩ phải có đạo đức, chứ nhiều bác sĩ giờ thì vô đạo đức, vô nó hắc hủi con người, hắc hủi căn bệnh, rồi nó vì đồng tiền nó không chịu phục vụ con người. Nên sinh mạng con người chúng ta cần có thì cần phải lương y như tiền mẫu, phải có đạo đức,
phải có tài, có đức vẹn toàn và có cái yêu quý con người. Chẳng như bây giờ đàn ông nó quý trọng đàn ông, đàn bà quý trọng đàn bà, rồi đàn bà quý trọng đàn ông, đàn ông quý trọng đàn bà, thì mới có sự ham muốn, thì mới cứu con người được. Còn nếu chúng ta không thích, thích không thương con người, không quý con người thì làm bác sĩ thì con người sẽ chết. Muốn cứu con người phải gì? Phải tìm hiểu về sinh lý con người, tâm lý con người, hiểu về tất cả các chứng bệnh trong người, rồi dây gân, đường máu, rồi bồi dưỡng ăn uống cái gì, tiết ra những chất dịch gì, chất liệu gì, rồi thiếu máu, rồi lên máu xuống máu như thế nào, ta phải nắm được. Nên cái ngành bác sĩ là một ngành không phải đơn giản. Học sinh học chỉ có một sinh viên là giỏi, và một vạn người học thì trong đó có 5-10 người là đi du học nước ngoài, và người giàu có nhất mới đi học được. Những người bác sĩ phải du học từ 5 đến 10 quốc gia trở về nước mới người làm vừa có tiền, lương càng cao, rồi mới làm thì một cái giám đốc bệnh viện đó được. Thì rồi có vốn đầu tư nữa, rồi mình lúc nào phải hướng dẫn các bác sĩ, các y tá phải lúc nào đưa con người lên và phải cứu cái mạng người. Chúng ta đừng hắt hủi vì cái nóng, vì cái giận, vì đừng vì gia đình. Nhiều người đang mổ xẻ mà nghe gia đình có người chết, có người bệnh, rồi gia đình có chuyện gì cái bỏ đi cứu mạng người, mà lúc nhiều khi gia đình mình lo gia đình bỏ cứu mạng người, rồi lúc mạng người đang cứu rồi bỏ chỉ lo chuyện gia đình. Nên cái nhiều người ác tâm rồi bỏ bê, rồi không có trách nhiệm dưới sinh mạng con người. Nên chúng ta làm cái ngành bác sĩ này khó lắm, muốn cứu mọi người khó lắm. Yên ơi, Yên phải đi học đại học, và Yên phải có cái vốn đầu tư thành lập một cái bệnh viện thì Yên mới làm việc được. Thì đối với Yên thì có tinh thần đoàn kết, biết làm từ thiện là đủ rồi, nhưng mà cộng thêm Yên cũng là một bác sĩ phải đi học. Ta nói nhà bác học không mình học, còn bác sĩ phải học cả cuộc đời mình, chứ không phải nói một ngày một bữa không học mà thành nên việc. Chúng ta học, học mãi, học suốt cuộc đời, và làm ngành bác sĩ phải thường xuyên đi học. Dù đang làm bệnh viện cũng phải đi bồi dưỡng về tiềm năng con người, bồi dưỡng về kiến thức con người, bồi dưỡng về y học, bác học, rồi y bồi dưỡng về cách mổ xẻ con người, rồi bồi dưỡng về biết cách bấm huyệt chân tay gân rá lách, cơ thể chúng ta phải học đó. Rồi da chúng ta sẽ ít ứng gì, có những thuốc gì để làm lành bệnh mình, lành da, rồi cái những thuốc nào làm gì ứng da, rồi những căn bệnh nào bệnh của da, có nhiều người bệnh phong, bệnh ghẻ, bệnh lá, rồi những căn bệnh về những cái lạ, chẳng hạn là một khối u, rồi mổ khối u, rồi bị ung thư này ung thư nọ, thì do xuất phát gì, thân thể trái đầy người, rồi những cái mặt nhiều người tại sao cái mặt thì láng bóng đẹp ơi đẹp, dùm cái mặt muốn hung muốn ôm cho đã, rồi da mịn màng, mỗi người mặc vô sần sùi có mụn ghẻ lát đầy người, nhiều người lạ không, rồi nhiều người hôi nát, hôi đủ thứ nghe cái sợ. Nên chúng ta làm thân thể của người cực kỳ hôi và hôi, và chúng ta không biết bảo vệ nó, dùng những khoa học, dùng một loại thuốc để kha vào để cơ thể chúng ta sẽ khôn. Tại sao mà nghe cái mùi giống nhiều phụ nữ biết sửa sạn cái nghe không phức, rồi da lát bóng cặp là muốn hôn cái chóc liền. Con người sau dùng thấy ở dơ hôi, vừa hôi vừa không có trắng trẻo, vừa không có đẹp. Rồi nhiều người không, nhiều đứa trai trắng nõn, nhiều đứa gái trắng nõn. Rồi nhiều người biết nè, biết sửa sạn đàn trai nè, lúc nào có đầu lắc bóng, đi hớt tóc nè, chẻ tóc nè, rồi dùng keo nè, dùng mốt nè, rồi phụ nữ dùng phấn, dùng son. Trời, con người biết làm đẹp mà mình không làm đẹp, cho mình muốn có tiền đi làm gì cũng biết làm đẹp nè. Có nhiều người giờ sửa lỗ mũi nè, cái chân mày nè, làm lỗ tai nè, cắt lỗ tai nè, rồi làm răng nè, rồi chỗ nào lõm thì mình cắt đi, chỗ nào hổng mình đắp lại. Nên ta dùng khoa học mà. Nên giờ bác sĩ, thầy nói thầy chê bác sĩ giờ ngu, bác sĩ không có học trình độ, không có học cả đốc, bệnh viện cả đốc mà chữa bệnh không được. Thầy mà nói tốt gọn, tại vì thầy tu, thầy nói tu giải thoát, thì ra bác sĩ mà mổ xẻ giỏi hơn thầy mà hay thách thức bác sĩ luôn, không đủ trình độ. Nên là bác sĩ cần phải trình độ. Nên là thầy nói Võ Hoàng Yên giờ phải đi học, bắt buộc nếu mà người tốt mình lo đi học tiếp, học 10 năm nữa rồi mình đi chữa bệnh. Mà chữa bệnh phải có một cái trụ sở ổn định, phải có giấy phép hành nghề,
phải có hoạt động tại chỗ chứ không được đi tỉnh này đến kia. Mình là người tài giỏi, một người nổi tiếng, mình đâu cần nhất thiết phải đi chỗ này đi chỗ kia, rồi đi chùa đi chiền làm gì. Chùa chiền dành cho những người tu, những người xuất gia rồi ăn học hành tài để ta tu. Còn mình là người bác sĩ tài năng tài giỏi, ngồi tại chỗ ta đến với mình đó, giống như người mà ta tu chân chánh, không có lo gì mà không có đệ tử, không có lo gì mà thiếu tiền tài danh vọng, tư vào những cái máy móc. Nhờ máy móc thì nhiều cái máy 500 triệu cả tỷ một máy, rồi những cái giường bệnh từ 100 triệu 300 triệu một cái máy. Nên là giờ những người làm ngành bác sĩ phải có đạo đức và có lương tâm, lương y như Trần Mẫu. Mà giờ thầy nói nhiều cái bệnh viện thầy tới được, thầy đi khám bệnh mà thầy cũng bực mình, nó không có đạo đức, không có lương tâm. Nhiều người họ chết nó cũng cố, bệnh không tiền nó cũng cố, rồi không nhập nhập viện mà không có đóng phí nó cũng cố, rồi người ta nghèo xin viên thuốc nó cũng cho đó. Rồi người ta tắt hơi thở nó cũng cố, có gia đình tới thì cố, có gia đình thì bỏ. Nên thầy nói giờ cái ngành gì để cứu con người đây, đạo đức ở đâu, lương tâm ở đâu? Cái ngành bác sĩ mà thầy nói dùng mình ớt lạnh, sinh mạng con người là gì, tính mạng con người là gì? Giờ thầy nói ngành bác sĩ lo lắng khổ sở trần trọng không không. Mà thầy chùa này hôm nay giờ tối ngày cứ gặp đàn ông bắt bắt cởi đồ hết khám bệnh, rồi bắt đàn bà cởi đồ hết chữa bệnh, không lấy giờ nhu cầu phục vụ ai ngứa chỗ nào gãi chỗ đó sao? Thân thầy cũng có giới hạn 192 lúc, làm sao thầy bỏ thân mạng này để mình phục vụ hết cho nam hay nữ, già trẻ bé lớn. Đó, nên chúng ta phục vụ một mình thầy, phục vụ cho hết, ngành nào thầy cũng học, ngành nào thầy cũng làm, rồi làm sao thầy đủ hết. Ta nói một người một ngành một nghề cũng khó khăn và khổ sở học, còn thầy tài năng như thầy, tài giỏi như thầy làm như sao cứu hết. Dù thầy có dùng quá tài năng hàng vạn hàng ngành nghề, thầy cũng không cứu một lúc được đó. Rồi nền giáo dục, nền giáo dục cũng quan trọng, vì trí tuệ giúp đỡ con người có kiến thức, có trình độ. Thì giờ chúng ta giáo dục từ nhà trường, rồi giáo dục qua cái ngành gì, thân thể là bệnh viện cứu mạng người. Nên giờ ngành bác sĩ này thì giờ bắt buộc tất cả các bác sĩ y tế, y tá, những người ngành về khoa học, ngành về tiềm năng con người, ngành về tìm hiểu con người, tâm lý con người, ngành về mổ xẻ, ngành về bác sĩ y tế, bắt buộc phải đi học lại. Dù là một bác sĩ lâu năm, bắt buộc cũng phải đi bồi dưỡng về mổ xẻ. Rồi những căn bệnh quái lạ mình phải tìm mài, tìm nhà, tìm hỏi, tìm hiểu cho thật kỹ để chữa bệnh. Nhiều căn bệnh thầy nói bệnh lạ bác sĩ không có thuốc chữa, rồi ung thư cũng chưa có thuốc chữa, rồi tâm lý của người cũng chưa có thuốc chữa đó. Rồi không có phương pháp cứu tâm lý nam, tâm lý nữ, bất đàn ông khó khăn về tâm lý ta làm gì, và đàn bà lúc khó khăn tâm lý làm gì. Chúng ta phải bảo vệ con người như thế nào, rồi mình bảo vệ cho mình chưa thấy nắng. Cái đó là tiềm năng con người cần phải đáp ứng nhu cầu về sinh lý con người, tâm lý con người, và suy nghĩ con người và hành động con người. Nên giờ chúng ta yêu, yêu nam, yêu nữ, yêu nhân loại, yêu đồng bào, yêu tổ quốc, yêu người và người. Giờ chúng ta nè, thầy yêu riết mà thầy ốm này. Yêu nam, yêu nữ, yêu cả nhân loại, yêu cả chúng sanh, yêu cả thế giới 192 nữa. Thầy yêu mãi nè,